Này đi Thanh Liêm Hà Nam. Mới bảo dưỡng xong. Giờ bắt đầu chuẩn bị lên máy. Bác muốn xem video con này lại thì vô clip máy nó qua sử dụng á, xem lại là thấy cái lúc nó mới về. Rồi, giờ bắt đầu lên máy. Lăng đi hết. Máy này đã bảo dưỡng rồi, ngon lắm. Tăng lên hết luôn. Dầu ngoài nấu lại. Nấu lại rồi xích vô đây là nấu chiên xào ngoài luôn. Rồi, cập nhật tình hình máy bên này xíu nha. Bên này ngày 8 tháng 9 nè. 2017 á. Thì nay mới về thêm cái lô máy đẹp. Giống như mấy con này nè. Giờ đang ráp vô. Này thì kho còn cũng nhiều máy lắm, thì
Nếu các bác muốn theo dõi từng chiếc á, thì các bác vô cái phần mình có đăng trong cái danh sách phát á, vô cái phần danh sách phát rồi click máy đã qua sử dụng á, các bác nhấp vào đó, các bác trong đó có 300 mấy video á, có từng con từng số khung luôn. Với lại mong các bác đăng ký theo dõi kênh bán hàng của mình để nhận những cái video sớm nhất về mình đăng vào máy, cũng như là từng máy quay video clip test từng máy hay là giới thiệu sản phẩm mới gì đó. Đây là mấy cái dòng mà ở đây là mấy máy cuộn rơm tự hành mới 100% á, mình mới nhập về á, kho máy nè. Còn phía sau này là cái khu bảo dưỡng máy để mà làm bảo dưỡng cho khách. Thì các bác ở xa các bác cứ vào xe máy. Thì các bác ở xa vô thì công ty mình có xe trở về cho các bác nha, đầy đủ hết. Với lại máy mình thường thì mình có làm bảo dưỡng trước khi giao máy. Trung bình một máy thì nếu mà các bác mua rồi thì phải ở lại khoảng 2-3 ngày để làm bảo dưỡng. Cái này mình báo trước. Cái này máy chở lúa nè. Để mình ra trước quay, phía trước mình cũng còn nhiều máy lắm. Đợi xíu nha. Đây là phía trước công ty nha. Đầy đủ các loại máy cài hết. Đây, chiếc 4018 chạy lướt nè, mới có 1 tháng của mình mới lấy về nè, ủi sới chảo đầy đủ. Đây là 205. Phía trong kia là mấy cục cuộn gom với mấy cái 5018 cũ. Đó. Đây là phía bên đây là khu máy cài Massey Ferguson. Thì công ty mình á chỉ có một địa chỉ duy nhất là ở tỉnh Vĩnh Long thôi nha. Đó. Không có chi nhánh bất cứ đâu hết. Rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chúc các bác sức khỏe. Gặp nhiều may mắn.